Phải có người nhắc nhở Chẳng có ai khuyên nhủ thì không giác ngộ Có người nhắc nhở Đó là duyên phận Nhưng chính mình phải có thiện căn, Có phước đức Gặp được thiện tri thức Có thể tiếp nhận Tin được Tu được Chứng được Không gì quan trọng hơn điều này cho nên từng câu từng chữ trên kinh điển đều gợi ý cho chúng ta rất nhiều rất sâu sắc chính chúng ta phải biết nhìn phải biết nghe học phật thì học điều gì nhất định phải biết điều này học tâm thanh tịnh học tâm bình đẳng Chính ở trên tựa đề kinh của chúng ta Tựa đề kinh này quá mầu nhiệm Tựa đề kinh là pháp bảo vô thượng Nhà Phật giảng tam học Giới định huệ Mục đích của giới là gì? Là tâm thanh tịnh Tôi đã từng thấy được có gì học giới Kiểu gián kỳ rất giống Khoác áo đắp y Bưng bát ăn cơm Đều là một vài hình tướng Tâm có thanh tịnh không? Không thanh tịnh Sao lại không thanh tịnh? bởi họ cống cao ngã mạn đối với một số người phá giới không có giống hình thức đó của họ họ xem thường họ quỷ bán người phá giới tương là quý vị đều đọa địa ngục đó là tâm không thanh tịnh tâm chẳng thanh tịnh giới đó học uổng công rồi Mục đích của học giới là được tâm thanh tịnh, được tâm cung kính, được tâm chân thành. Họ đều không có ba điều này. Lúc chưa học giới, họ còn một chút lão thật, còn một chút khiêm nhường. Học giới rồi thì có thường mọi người. Nguyên nhân đó là gì? Vì sao người xưa học giới có thể được tâm thanh tịnh Còn hiện nay không đạt được Nguyên nhân ở chỗ nào Cổ nhân có gốc Người thời nay không có gốc Gốc của người xưa là gì Người xưa từ nhỏ bồi dưỡng ra Hiếu, chính Họ có gốc này cho nên giới có hiệu quả Thật sự giúp họ được tâm thanh tịnh Hiện nay không có hiếu Không có kính Tâm khí nông nổi Học biết một chút là đem giới đó Coi như tiêu chuẩn đến khắp nơi đánh giá người khác Không đúng tiêu chuẩn liền phê bình họ Tạo khẩu nghiệp Trong nhà Phật có câu chuyện của luật sư Đạo Tuyên Ngài Đạo Tuyên là tổ sư của luật tông Là vị khai sơn đầu tiên của giới luật nước ta Sơ tổ của luật tông ở núi Trung Nam Luật sư Đạo Tuyên Đại Bồ Tát Thị Hiện biểu diễn chiêu này cho người đời sau thấy đại sư quy cơ lúc đó là đại pháp sư giảng kinh dạy học đó là vì quý tộc xuất gia ngài vốn dĩ không mong muốn xuất gia đại sư quyền trang chọn ngài bảo ngài xuất gia ngài đưa ra ba điều kiện tập khí của ngài rất nặng từ nhỏ trải qua là đời sống giàu sang trong cung đình chú của ngài là quốc trị kính đức đại tướng của vua đường thái tông đời sống từ nhỏ đã quen sung túc không thể chịu khổ tôi xuất gia muốn mang theo một xe vàng bạc châu báu Đại sư Quyền trao đồng ý Gọi là Tam Sa Pháp Sư Mang theo một xe sách Ưa thích đọc sách Còn có một xe mỹ nữ Người ta chế giữ ngài Không thể trì giới Gọi là Pháp Sư Tam Sa Vì Pháp Sư này hôm ấy Đi ngang qua núi Trung Nam Thông báo cho luật sư Đạo Tuyên Ngài muốn đến trên núi để thăm hỏi, để thăm qua Luật sư Đạo Tiên nói vô cùng quan nghênh Như cơ hội này để giáo huấn dạy bảo Ngài Luật sư Đạo Tuyên trì giới tinh nghiêm Cảm động người cõi trời Ngài ăn một bữa giữa ngày Bữa cơm giữa ngọ đó Người cõi trời tặng cúng dường Ngài liền nghĩ Ngày mai biểu diễn một chút Giữa ngọ ngày mai Đại sư Quy Cơ đến đây Tận mắt thấy người cõi trời cúng dường ta Biểu diễn chút Lợi ích của trị giới Ngày hôm sau Đại sư Quy Cơ đã tới Đến giữa trưa Thiên nhân không đến biếu cúng dường Vô cùng thất vọng Chiêu đãi Đại sư Huy Cơ Để đoàn ngài xuống núi Đến giữa ngọ ngày hôm sau Người trời đến đưa cúng dường Ngài liền vỡ trách Vì sao hôm qua quý vị không đến đưa cúng dường Người trời nói hôm qua Bồ Tát Đại Thừa ở nơi đây Khắp núi đều là thần hộ Pháp Còn không vào được Sau khi luật sư Đạo Tuyên nghe xong trên thân toát mồ hôi lạnh hổ thẹn Trong Phật môn chúng ta có câu chuyện như vậy Trong đây đều nói ý nghĩa biểu pháp Bồ Tát Đại Thừa Trì chính là tâm giới Phẩm phạm vọng tâm địa giới Quý Ngài không đồng tâm Mắt thấy sắc Không khởi tâm động niệm Thì phân biệt chấp trước nào đến được Tai nghe âm thanh Mũi ngửi hương Lưỡi nếm vị Đều không khởi tâm không động niệm Cảnh giới đó của ai? Là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát Quý Ngài có cần ăn uống không? Không cần Vì sao không cần mà vẫn phải biểu diễn như vậy? Là biểu diễn cho chúng sanh thấy nếu tôi không làm như thế thì mọi người không dám học phật tôi làm như vậy phật pháp này dễ học tôi cũng có thể học để tiếp dẫn chúng sanh phật pháp là viên dung viên nhân thuyết pháp không pháp nào chẳng viên viên nhân tu pháp cũng là chẳng pháp nào không viên từ trong giới được định được huệ từ trong huệ có giới có định đều là viên mạng tam học giới định huệ là một thể không hiểu đạo lý này thì sai rồi cổ đại đức nói tam giáo nhất nguyên hôm qua chúng ta đã giảng tam giáo là giấy luật thiền tông giáo hạ đức phật dùng điều này để giáo hóa chúng sanh giấy luật là cơ sở là dạy tiểu học giáo dục cấm gốc giáo dục cấm gốc trước đây của nước ta gia đình đã làm tốt cho nên thọ giới có hiệu quả. Thọ giới thời nay đã phát sinh vấn đề, vì sao vậy? Bởi họ không có gốc của đệ tử quy, không có gốc của cảm ứng thiên, không có gốc của thập thiện nghiệp. Cho nên giới luật đó có vấn đề, đã học lệch, học tà rồi. An Thế Cao ở Trung Quốc Sau khi công tác phiên dịch kết thúc một giai đoạn Ngài liền đến Nam Phương Bây giờ là Giang Tây Để độ bạn của Ngài Long Dương ở Hồ Cung Đình Long Dương là bạn học với Ngài Trong kiếp quá khứ cũng rất chăm chỉ minh kinh hiếu thí thật khó có một vị pháp sư giỏi như vậy thông đạt kim giáo lại thích bố thí chỉ vì một chút tập khí mà đọa vào đường súc sanh đạo nghiệp này chưa thành tựu tập khí đó là khi đi phân vệ Phân vệ nghĩa là ra bên ngoài khất thực Cổ Ấn Độ lúc bấy giờ khi Phật còn tại thế Hình thức cuộc sống của người xuất gia là khất thực Mỗi ngày ra ngoài khất thực Khất thực được thức ăn ngon thì ông rất quan hỷ Thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị thì trong lòng ông rất buồn Là một chút khuyết điểm như vậy đã chứa ngại đạo nghiệp của ông Sau khi chế Đóa vào súc sanh Làm thân rắn Đóa vào trong đường rắn Lúc này tu thành Long Dương Bởi vì ông ta hiểu kinh Có trí huệ Cho nên thân này rất linh Thật sự là hữu cầu tức ứng Ông ta lại quan hệ bộ thị Cho nên phước báo rất lớn Trong truyện kỳ có ghi lại chu dì miệu của Long Dương này một ngàn dặm Rất lớn Quần chúng ở trong một ngàn dặm đó Đều lễ bái Long Dương này Khói hương nghi ngục Long dương linh nghiệm Hữu cầu tất ứng Nhất là ngày xưa Giao thông dễ dàng nhất Là đi thuyền Là dễ dàng nhất Đi thuyền đường thủy lạy Long Dương Tập tục như vậy quý vị lạy ông ta Cúng dường ông ta Thì quý vị đi đường sẽ thuận buồn xuôi gió Ông bảo vệ quý vị Ông ta rất linh Nếu quý vị không lạy ông Không cúng ông Thì ông ta sẽ làm phiền quý vị Khiến cho quý vị không được bình an Tập khí này Tập khí của vị thần này là như vậy cho nên Long Dương biết được thỏa mãn của mình sắp hết rồi à, Cũng biết đồng học An Thế Cao là cao tăng đắc đạo Nên xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài siêu độ An Thế Cao biết được Nên Kết thúc một thời gian diệt kinh Thì đặc biệt Vì sự việc này mà Đến hồ cung đình giúp Long Dương Trước khi An Thế Cao đến Long Dương thác mộng cho người quay miếu Tức là người trú trì ngôi miếu này Bảo ông ta Hai ngày nữa Có một vị cao tăng đến đây Thăm tôi Rồi nói rõ Mối quan hệ giữa mình Và An Thế Cao Vị này đến đây là để siêu độ cho ông ta Đem tất cả tài vật của ông ta Tức là những tài vật mà thập phương cúng dường Vị trú trì này phải giao hết toàn bộ Cho An Thế Cao Mời Ngài dùng số tiền này kiến lập một ngôi chùa. Ngôi chùa thứ nhất ở Giang Nam. Đem công đức này giúp ông ta rời khỏi đường súc sanh. Cho nên khi An thấy cào đến thì mọi việc đều thuận lợi. Những người trồng miêu đều biết cả rồi. Nên đặc biệt qua ngay Ngài. An thế cao thuyết pháp cho lòng Dương đối trước tượng thần nói pháp cho ông ta hầu hết là nói bằng tiếng phạn người thường nghe không hiểu nói xong liền bảo với Long Dương ông ra đây hiện thân cho mọi người xem đi. Ông ta cũng rất nghe lời Trong điện thờ từ từ bò ra Là một con rắn rất lớn Rất dài Mọi người nhìn thấy diện mạo thật sự của Long Dương Sau đó quay về lại trong điện thờ Và con rắn này đã chết cho nên bây giờ ở chỗ đó gọi là thôn rắn lai lịch của thôn rắn là như vậy cổ tích này hiện nay vẫn còn an thế cao mang theo những vật cúng dường đi về phía nam từ cán giang, tức là nam xương hiện nay, ở nam xương tiến lập một ngôi chùa do long dương dân cúng. An Thế Cao hoàn thành ngôi chùa rồi. Khi ngài đang đi trên đường cũng là đi thuyền có một người thanh niên đứng bên thuyền lễ bái ngài một người thanh niên mặc áo quần màu trắng ăn thế cao nói với mọi người dĩ này là lòng dường. ông ta sanh lên đau lợi thiên rồi bây giờ hiện thân đến cảm ơn Đây là nhờ có một người bạn tốt giúp ông ta Nếu như không có người bạn tốt này Thì sau khi chết Long Dương sẽ đọa ác đạo Ông ta tạo rất nhiều nghiệp Ai tu phước giúp ông ta câu chuyện này cho chúng ta lời nhắc nhở rằng làm người không được tạo nghiệp ác à? tâm địa phải thanh tịnh phải bình đẳng không được có phân biệt chập trừ khuyết điểm của ông ta là ở chỗ này chúng ta xem câu chuyện này vậy này cũng là một người xuất gia tốt. minh kinh hiếu thí mà vẫn đọa vào súc sanh vậy chúng ta nghĩ lại mình chúng ta không được minh kinh hiếu thí Không hiểu kinh giáo Không có trí huệ Không thích bố thí Không có phước báo Ông ta đọa vào đường súc sanh Làm được Long Dương Là có phước báo Có trí huệ Nếu chúng ta đọa vào ba đường ác Thì trên lệch với ông ta quá xa Không được như ông ta Cho nên trong kinh Phật nói đạo lý Chúng ta chẳng thể không hiểu Không hiểu Thì không nên nghĩ đến nó Càng nghĩ càng sai phải làm như thế nào Phải đọc nhiều Nghe nhiều Nghe không hiểu Thì nghe nhiều lần Nghe nhiều lần Thì tự nhiên hiểu Đọc nhiều lần Cũng tự nhiên sẽ hiểu Người xưa nói Đọc sách ngàn lần Tự thấy nghĩa của nó Đây là thật Không phải giả Vì sao vậy Vì niệm một ngàn biến Thì tâm quý vị đã định